Mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày đầu năm á, mình mến chúc tất cả các bạn và gia đình có được một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và sự như ý. Thì cũng nhân dịp đầu năm, mình chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong thời gian qua đã theo dõi, đã ủng hộ kênh Thiết Bị An Ninh 24 giờ nha các bạn. Thì cũng nhân tiện đây, mình có một cái món quà nho nhỏ gửi đến các bạn nha. Đó là một cái camera Imou. Cái mã của nó là A2 nha các bạn. Mã A2 4GB kèm theo cái thẻ nhớ Imou 64GB luôn nha. Đó là cái phần quà của mình. Thì vấn đề ở đây là có nhiều bạn nhưng mà mình chỉ có một món quà thôi. Thì bây giờ mình sẽ tổ chức bốc thăm nha các bạn. Có bạn nào may mắn thì trúng thưởng cái phần quà nho nhỏ này. Còn bạn nào không may mắn thì mình sẽ có cơ hội khác của lần kế tiếp nha các bạn. Mình sẽ cố gắng duy trì cái sân chơi này để vui là chính nha các bạn. Hy vọng cái món quà nho nhỏ này sẽ làm cho các bạn vui. Thì cái nội dung và cái hình thức bốc thăm như thế nào mình có ghi ở dưới phần bình luận đó nha các bạn. Các bạn xuống phần bình luận đó, các bạn đọc nha. Bây giờ mình dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình được nhiều thành công trong năm mới nha. Bye bye các bạn.